Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ đi quay cái tòa nhà cao nhất Việt Nam. Mà thời gian có hạn nên hôm nay mình cũng chỉ sẽ quay đài quan sát đây. Nó còn khu trượt băng rồi những cái khu vui chơi hay là công viên nó liên quanh cái khu này nó lớn lắm. Nó cũng khá là nhiều cái để chơi đấy. Để mà chơi thì chắc cũng hết cả ngày. Nhưng mà mình sẽ đi buổi sáng hôm nay, mình sẽ quay cái đài quan sát của Landmark 81, tòa nhà đang giữ kỷ lục cao nhất Việt Nam. Thì mình đã đang đứng ở trước cổng tòa nhà, đang đứng ở trước cửa. Mình mới vô hỏi mua vé nhưng mà người ta bảo là 10 giờ mới mở cửa, còn khoảng 10 phút nữa thì mình đến hơi sớm, còn 10 phút nữa thì người ta sẽ bán vé, mình sẽ vô mình mua vé. Các bạn để ý nhé, cái chỗ gửi xe của cái tòa nhà này ấy, nó cũng khá là rộng, cái hầm để xe nó mấy tầng, nó B1, B2 rồi B3 thì có tầng xe máy, tầng ô tô, nhưng nó khá là rộng, thậm chí nó rộng như cái tòa nhà như cái nhà gửi xe ở sân bay. Các bạn cũng nên chụp lại cái vị trí các bạn gửi xe, như là A1, A2 hay là cái chỗ nào đấy, thì để cho đi ra thì các bạn dễ tìm nhá. Thì bây giờ mình sẽ vòng ở bên ngoài này xíu nè. Khu này nó tầng thứ tư này, tầng là chung cư này, tòa nhà cao nhất Việt Nam đấy. Thì bây giờ mình sẽ vô mình mua vé để bắt đầu đi lên đảo quan sát nhá. Này 10 giờ nó mới mở cửa, thì bây giờ 10 giờ là mình đi bộ về là tới giờ cả. Bây giờ mình sẽ đi mua vé nhá. Rồi, ok, mình đang ở khu vực dưới hầm. Các bạn đi ở cửa chính của tòa nhà, xong rồi đi thang cuốn xuống dưới hầm để mua vé nhá. Thì mình đang đi kiếm cái phòng bán vé này, mình chưa biết nó ở đâu. Đây là đây là sân băng vé. Vé sân băng một lượt là 2 tiếng. Giá vé người lớn là 200. Vé trẻ em cộng với 130. Giám hộ thêm 30 ngàn. Bây giờ mình đi kiếm cái vé của đài quan sát đã nhé. Cái này thì sân băng này nè. Chứ nữa nếu còn thời gian thì mình vô đây chơi nhá. Sân băng này. Chứ nữa mình sẽ xem đã. Bây giờ mình đi kiếm cái chỗ bán vé của đài quan sát nhé. Mình lên đài quan sát trước đi. Quầy bán vé nha bạn. Em xem một cái vé tham quan thôi. Đây, vé tham quan là 300. Trẻ em thì 150. Vé chọn gói là có một đồ uống, một ảnh lưu niệm và một vé chơi thực tế ảo. Mấy cái đó mình cũng không có khoái lắm, chủ yếu lên quay cái đài quan sát cho các bạn coi thôi. Đây là vé ngày thường đúng không em? Đúng rồi. Còn vé ngày thứ bảy chủ nhật với lễ Tết thì như không? Chủ nhật chỉ có vé chọn gói thôi nhanh. À, dạ, rồi. Có vé tham quan ạ. À. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy vé. Vé này anh tham quan được 3 tầng 79, 80 và 81 nha. Mình vào thang máy ống thang lên tầng 79, còn 2 tầng này tham quan bằng thang máy ở đâu nhỉ em? Thang máy đó này để trái ạ. À. Rồi, anh cảm ơn nha. Rồi, mình đã có vé rồi. Vé này 300 mà tham quan là tầng 79, 80 và 81. Ba cái tầng đấy thì đi cầu thang bộ. Bây giờ mình sẽ đi vào thang máy để bắt đầu đi lên đài quan sát nhau. Mình tranh thủ mình quay, chứ cũng đến trưa rồi. Mình sẽ quay. Rồi, mình đã có mặt ở trên đài quan sát nha. Nhìn nó cũng nhỏ nhỏ thôi các bạn. Ôi trời ơi, rộng thật chứ. Không nhỏ đâu. Mình sẽ đi một vòng xem nào. Một cái đài quan sát này nó có gì không? Có
Đây là tầng 79 nha các bạn. Thang máy nó có tầng 79. Đây, xong chắc là đi thang bộ lên lên trên 80-81 đây. Còn cái đài quan sát này mình thấy đây là tầng 79. À, toàn cảnh thành phố đây. Cũng như những cái tòa nhà khác mà chúng ta khám phá thì nó cũng là 360. Cái tầng này nó không... Các bạn cứ đi xung quanh được. Mình phải ra đây mình đọc xem nào. Quá một người trên lượt và 100. Đó, đây nó có cái... Có cái ghế đu hình tròn này. Tải trọng là không quá một người và không người nào nặng trên 100 kg là không được sai nha. Đây này, mới ghi này. Tải trọng không được quá một người và 100 kg. Thì ai trên 100 kg mình chưa buồn nha, không được chụp hình ở cái ghế này rồi. Nhưng mà người Việt Nam mình thì chắc cũng hiếm người trên 100 kg lắm, đúng không? Chúng ta cứ chỉ có rèn luyện sức khỏe. Mình là thuộc dạng hơi ốm á. Mình bây giờ mình là sẽ đi thử xem hết cái tầng 79 này nó có cái gì nhá. Hình như nó cũng hết rồi, hết chơi rồi. Có gì đâu. Em đang đợi cái cô ấy vô từ mô hồng. Nó chỉ không vòng 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 này là hết rồi. Ủa, có con hình con thú. Chắc để chụp hình, những cái này chắc phục vụ cho việc chụp hình check in. Ở đây có WC, nhà vệ sinh. Rồi, hết rồi. Cái tầng 19 này nó chỉ đến đây thôi. Cái này có quạt phát quá. Rồi, bây giờ mình thử lên trên tầng 80 nha. Tầng 79 này có xíu hơn hết rồi. Xem tầng 81 nó có cái gì. Ở đây thì các bạn lên đây ngắm cảnh thôi. Nè, sông này. Đó. Sông với cả cầu. Kia là cái ga cầu điện ngầm trên cao Metro. Kia bên kia là Thủ Thiêm hay sao đó. À, mình chưa nhìn thấy cái tầng là Bitico nó ở hướng nào. Thôi rồi, mình đi lên trên tầng 80 nha. Mình đang ở trên tầng 80. Đây là, nó có bảng sơ đồ thoát hiểm của tầng 80 đây này. Mình sẽ đi xem nào. Nguy do cái gì? Này chắc của Nhật Bản. Ôi tôi chờ. Sao? Che Nhật Bản. Cái này chắc là từ Nhật Bản. Cửa hàng của Nhật. Chúng ta vệ sinh. Cái tầng 80 này nó chỉ có vậy thôi bạn. Cái nhà hàng mới đi xứ là hết rồi. Nó có mấy cái ống nhòm này. Hả? Tầng 80 này quá xíu à? Có cái nhà hàng của Nhật. Nhà hàng của Nhật với một hai cái ống nhỏ, hai ba cái ống nhỏ với một số đồ trang trí để chụp hình thôi. Rồi, mình phải đi lên trên lầu cao nhất nha. Là 81. Ok, để đi lên đó xem nào. Bây giờ mình sẽ đi lên trên tầng cuối cùng
của cái tòa nhà này nhé, tầng 81. Mình đi lên xem nó có cái gì á. Hôm nay mình đi ngày thường nữa là nó cũng không có đông lắm. Mình đi lên xem. Trên này là tầng 81. Wow. Chúng ta đã lên đến tầng cao nhất của tòa nhà và cũng là cao nhất Việt Nam. Hiện tại là đang giữ kỷ lục cao nhất Việt Nam. Lên cái là có cái ống nhòm. Thế là khu chơi thực tế ảo. Đi chơi ở đây là chơi cái gì? Đi chơi thực tế này. Đây, tắm nước đây. À, đây là có một cái nữa là chụp ảnh. Tham quan thì đi bên dưới dạ. Có dịch vụ chụp ảnh các bạn ạ. Một ảnh đóng khung là 150, hai ảnh đóng khung là 250, mua thêm ảnh sau 2 tấm đầu thêm 100.000. À, trên này là... à, trên này nó cũng chẳng có gì đâu. Nó hết rồi. Bên này nó là lấy ra thằng bé. Người ta đang quay. Ờ. Người ta đang quay, em này nói. Rồi, mình đi ra đây xem còn cái gì. Cứ thường ngày nó chừa hết thôi mà. Nhưng mà đi ra đây tham quan này. Dạ, đi tự do bên dưới. Còn lên cầu thang không được à? À, rồi rồi. À, các bạn ở bên dưới này thì đi tự do thôi. Ôi nhưng mà gió lắm mà lại mát lắm. Khu vực này là khu vực quan sát. Phải đeo dây an toàn. Mình cũng chưa biết là đeo dây an toàn là lên trên là phải đeo dây an toàn, gió lắm. Phải đeo gió lắm. Chắc phải đeo dây an toàn vào để cho gió nó đỡ thổi đi. Để mình thử vô xin mượn cái dây an toàn để thử đeo nha. Rồi, mình đeo dây an toàn. Chơi một cái dây. Dây này anh. Rồi kéo thôi. Không phải lắp vào cái tay của cái cầu thang các bạn. Thì kéo theo. Chắc là để cho đứa bị gió nó sửa bay rồi đấy. Nhưng cái tâm kính này nó cao lắm. Mình cao mét gần mét 7. Tâm kính này nó phải mét 7 đấy bạn. Cao lắm. Chẳng qua là thêm cái dây an toàn vào cho nó cao thôi. Chứ còn thực ra cái kính này nó cũng khá là an toàn. Thôi mà đừng đi vòng nữa bạn ạ. Cái được. Cái này nó chạy đi chạy lại được. À, đây là chắc là khu vực cao nhất rồi. Cái này không biết có phải gọi là skytop không? Mình cũng không dành. Ui, giơ tay lên đây nó mát lắm này bạn ạ. Giơ tay lên đây mát lắm. Mình sẽ cao quá. Cao, cái này nó cũng phải mét 7 đấy. Đây về mình muốn trèo ra ngoài không được. Không được, khó lắm. Cái này có cái này lấy rồi, khóa rồi. Khóa rồi. Nhưng thực ra cái tấm kính này nó cũng khá là an toàn rồi. Đi kia.
Nhưng mà mình xin tạm dừng cái video về để quan sát của tòa nhà Landmark 81 ở đây nhé, tòa nhà cao nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Thì các bạn có ghé Sài Gòn hay các bạn đang ở Sài Gòn thì cũng đây là một gợi ý cho các bạn đi chơi vào những ngày nghỉ hay là ngày lễ Tết thì. Tại vì đây vừa chụp hình được mà cũng có ăn uống và nói chung là đầy đủ hết các dịch vụ tiện ích đi chơi có thời gian ngắn trong ngày là ok. Và mình xin tạm dừng cái video này ở đây nha. Và mình hy vọng các bạn luôn ủng hộ mình trong những cái video tiếp theo. Mình cố gắng ra nhiều video hơn nữa. Trình độ quay của mình nó không có cao thuyết mình nó cũng không có hay, mà chủ yếu là mình đi để trải nghiệm thôi. Cái kênh của mình là đi để trải nghiệm, thì có những cái gì đấy nó không có hay hay là không có ấy thì các bạn cũng bỏ qua cho mình nhá. Nhớ bỏ qua nha. Mình xin chân thành cảm ơn. Hy vọng các bạn sẽ, các bạn mới thì chưa đăng ký thì các bạn có thể đăng ký kênh để cùng mình khám phá. Mình bây giờ thì mùa mưa với công việc nữa thì mình cũng chưa có đi được những cái nơi xa xa ngoài Sài Gòn. Thì trước mắt mình sẽ quay những cái địa điểm du lịch, những cái địa điểm vui chơi của Sài Gòn nhá. Thì hy vọng các bạn sẽ vẫn vui vẻ xem video của mình về Sài Gòn. Còn những cái địa điểm vui chơi xa xa hơn như là Long An hay Phan Thiết hay các tỉnh thành khác thì như vừa rồi mình cũng có một hai cái video về Hà Nội. Ngoài Hà Nội mình tranh thủ thôi, tại mình ở đó có 2-3 ngày. Thì sau này nếu có điều kiện mình sẽ ra nhiều video hơn nữa về các nơi xa hơn không phải Sài Gòn. Thì hy vọng các bạn đăng ký kênh để đồng hành cùng với mình về sau nha. Mình xin chân thành cảm ơn các cô, các chú, các bác đã ủng hộ. Em xin tạm dừng cái video ở đây nha. Mình tạm dừng cái video ở đây. Chúc các bạn luôn vui vẻ và khám phá được thật là nhiều trên con đường trải nghiệm của các bạn. Cảm ơn. Bye bye.